Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình có về một em Jacquero phải nói là tuyệt đỉnh. Và đây là một trong những cái mẫu mà mình đã săn đón trong mấy năm nay rồi, kể từ khi em nó ra mắt vào năm 2018. Tuy nhiên nó không có sale các bạn ạ, nó không có bán hàng qua sử dụng và thực sự là rất hiếm để mua được. Chiếc này thì có giá retail hãng vào khoảng 29.700 franc Thụy Sĩ, tức là tương đương khoảng 29.900 đô. À, các bạn nhân ra nó khoảng tầm 720 triệu, chưa có ship dùng gì cả. Và hôm nay thì mình rất vui, mình đã mua được một chiếc để có thể lên tay và xem cái độ hoàn thiện của nó. Thì chiếc Jacquero này phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Và trong cái video này thì mình sẽ show cho anh em biết tại sao mà mình mong ước sở hữu cái con này đến thế. Vì nó phải nói chỉ dùng một từ thôi là quá đẹp. Ta sẽ có một cái hộp gỗ cực kỳ sang trọng của Jacquero. Đây, anh em có thể thấy. Wow, tuyệt vời. Ở phía trên này của chúng ta sẽ là mặt đen. Còn ở phía dưới này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái lớp vân gỗ cực kỳ đẹp. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có là Jacquero. Và chúng ta sẽ mở sang hai bên. Đó. Đây là chiếc đồng hồ mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Moon face cực đẹp. Anh em khoan xem cái đồng hồ thì chúng ta sẽ xem cái chi tiết ở dưới trước. Các bạn dùng nhắc lên như này nhé. Thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có bộ sổ. Đó, có một cái hóa đơn mua luôn. Uầy, dùng điểm chỉ luôn các bạn ạ. 30 tháng. Uầy. Mình sẽ cùng bỏ ra. Và trên này thì mình sẽ có là cái thẻ Warranty Certificate. Thì trước này thì sẽ có cái mã là Z00753320, có số Individual Number, tức là cái số gọi Serial Number của nó là 109. Ngày bán là mùng 4 tháng 5 năm 2022. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái dấu của đại lý bán ra là Sweet Watch Gallery tại Kuala Lumpur, số 168 Jalan Bukit Bintang. Đây là cái phố gọi là sầm uất nhất tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, phố gọi là phố đắt đỏ. Cái này là boutique này đặt tại trong cái tòa là Pavilion. Nếu anh em nào qua Kuala Lumpur thì anh em sẽ biết ngay cái tòa này. Mình cũng đã đi Malaysia khoảng mấy lần rồi. Mình sẽ cùng trên tay cho anh em xem. Chiếc này thì theo chính sách bảo hành toàn cầu thì là 2 năm vẫn có bảo hành các bạn nhé. Và các bạn có thể mang sang Malaysia hoặc Hồng Kông để có cái trung tâm bảo hành và tiếp nhận của hãng. Đây, mình sẽ cùng lên tay em nó. Em Jacquero này có size là 43mm. Và thực sự với size 43mm của Jacquero thì sẽ rất là dễ đeo. Đẹp chưa các bạn? Cực kỳ đẹp luôn. Vẫn là một cái thiết kế theo cái dạng là Grand the Second, tức là sẽ có một cái kim dây lớn và vẫn là thiết kế một hình số 8. Tuy nhiên Jacquero làm mọi việc từ đơn giản thành tinh tế và siêu đẹp. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay là chiếc đồng hồ này phải nói là rất là đẹp, từ trong ra ngoài, từ bên hông cho đến thân của chúng ta. Mặt số của chúng ta là một mặt số 43mm và chúng ta sẽ có lắc to lắc khá là ngắn. Mình sẽ đo cho anh em nhé. Mình có sẵn thước ở đây cho nên là mình sẽ đo cho anh em. Đây, 42.5 nhé. Đấy, chỉ có 42.5 thôi. Đây, mình ra giữa đi. Ôi, đúng là 43 các bạn ạ. Cái phần giữa này đúng là 43. Độ mỏng của chiếc này, nó là kính lồi cho nên là các bạn sẽ thấy nó khá là dày. Đó, tuy nhiên là độ mỏng thực tế nó khoảng tầm 12, nếu như không tính cái kính lồi này. Và cái lắc to lắc của nó, thì lắc to lắc của chiếc này thì mình thấy nó cong gập xuống. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái lắc to lắc của nó vào khoảng tầm 51. Đó, 50.9. Thì chiếc này với size 43mm thì mình nghĩ là cái lắc to lắc thế rất là tuyệt vời, không có gì khó cả. Và cái kính của nó thì các bạn có thể thấy này, cái kính của nó cong lồi hẳn lên và nó được làm theo dạng glass box. Đó. Mặt số của chúng ta thì sẽ có những chi tiết bao gồm đầu tiên là cái sắp đều giờ và phút ở phía trên. Các bạn có thể thấy rất là rõ cái sắp đều giờ và phút ở phía trên. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có là một cái sắp đều là rất là nhiều chi tiết cấu thành. Đầu tiên là cái kim dây small second với cái vòng ngoài cùng.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái vòng được làm bằng vàng, và vòng này có từ 1 đến 31 ngày. Thì đây chính là một cái vòng mà chỉ lịch ngày, và cái lịch ngày thì sẽ có một cái kim đang chỉ con số 15. Logo Jacquero ở đây, và chúng ta sẽ có ở đây đó là một cái moon face. Và như các bạn thấy ở đây là cái moon face của nó thì được làm rất là đẹp. Cái nền moon face ở dưới của chúng ta thì được làm hoàn toàn bằng đĩa hoàn toàn bằng vàng, và sau đó được đĩa bằng thép, sau đó được nung xanh. Và các cái chi tiết như là cái mặt trăng của chúng ta và những ngôi sao này thì đều được làm bằng vàng khối, và sau đó được gắn trực tiếp lên cái phần đĩa kim loại này. Đó. Các chi tiết như kim và cái vành này của chúng ta đều được làm bằng vàng khối. Mặt số của chúng ta, mặt số của chiếc này là sử dụng mặt số men nung là Grand Field Enamel, một trong những cái kỹ nghệ đỉnh cao của đồng hồ Thụy Sĩ các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy ngay là cái kính của chúng ta được làm trong vắt cực kỳ đẹp. Phía bên hông này chúng ta sẽ có một cái núm để chỉnh đó. Và ngoài ra thì sẽ có một cái núm chính ở đây. Cái núm này thì chúng ta sẽ là dạng push button. Toàn bộ phần thân chiếc này còn rất là mới, không có vết xước gì cả. Ở đáy sau thì các bạn sẽ thấy ngay một cái caliber mà Jacquero phát triển đó. Các bạn có thể xoay và nhìn rõ luôn cái logo Jacquero ở đây. Và caliber của chúng ta là 2660 QL3, được ghi rõ trên này, với số serial number của caliber này là 000297. Caliber này thì có những cái điểm cải tiến cực kỳ lớn của Jacquero, bao gồm là chúng ta sẽ có cái balance spring này thì và balance screw của chúng ta thì được làm bằng silicone, và ngoài ra thì cái pallet horn của chúng ta cũng được làm bằng silicone các bạn nhé. Cái đáy của chúng ta thì sẽ được làm những cái vân dạng vỏ sò, và tâm của cái vân này chính là ở cái balance screw này. Đó, củ văng của chúng ta được làm bằng vàng, và các bạn có thể thấy cái thiết kế skeleton của củ văng được làm rất là đẹp để chúng ta có thể nhìn thấy rõ những chi tiết của bộ máy. Phía trên này chúng ta vẫn thấy rõ là chi tiết là Jacquero. Ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ có là bốn cái càng, và bốn cái càng này có bốn cái chuyện kim loại quý, những cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ, và chuyện kể cả chuyện GD ở đây. Đây là số individual number của chiếc đồng hồ này, là chiếc thứ 109 được sản xuất với tổng 10, khá là đẹp. Đó, đều là những con số rất là tuyệt vời. Đi kèm với nó là một cái sợi dây cá sấu, và sợi dây cá sấu của chiếc này rất là đẹp, còn tình trạng còn tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên cũng được làm bằng vàng với đầy đủ chuyện kim loại quý ở phía dưới. Chiếc đồng hồ này lên tay thì rất là đẹp, và mình nghĩ là tay các bạn sẽ phải loanh quanh 17cm trở lên thì chúng ta đeo chiếc này thì mới ok các bạn nhé. Còn nếu như tay các bạn nhỏ hơn thì mình nghĩ là chúng ta đeo chiếc này sẽ không được đẹp, và các bạn có thể tìm cái size 39 của Jacquero. Jacquero thì đeo rất là ôm tay, do cái càng nó cong thẳng gập xuống tay, và khi các bạn đeo này nó sẽ sát xin xịt như này, và thực sự lên tay rất là tuyệt vời, không có gì để chê cả. Đây là một dòng đồng hồ mà rất là hiếm hiện tại, và ở Việt Nam thì mình nghĩ là chắc là chiếc này là một trong những cái chiếc mà đầu tiên mình có thể quay video lên cho anh em xem view và cảm nhận. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này được làm từ vàng 18K AU750 Rose Gold. Đó. Đó. Và tất cả chi tiết đều đẹp tuyệt vời. Chiếc này thì bên mình đang có cái mức giá rất là tốt cho anh em để giao lưu là 399 triệu. Đó. Thì giá này sẽ không bớt nhiều, bởi vì thực sự nó đã quá rẻ so với cái mức giá hãng là 720 triệu rồi. Thì với chiếc này thì bên mình sẽ cố gắng giao lưu được anh em 399 triệu. Bởi vì mình có thể bán ở trên 400 thôi, nhưng mà cái con số 399 thì nó sẽ đẹp và phong thủy hơn rất là nhiều cho anh em. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Jacquero Grand Second Moonface này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.